Lại là Vui Cùng Oppo đây các bạn ơi. Và ngày hôm nay Vui Cùng Oppo sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để khắc phục cái tình trạng lỗi mà khi chúng ta vào cái phần bật cái dữ liệu di động này lên nè các bạn, mà trên cái sóng sim này các bạn không có hiện lên dòng 4G hoặc là 3G, thì khi mà mình truy cập internet thì không được nha các bạn. Thì cái này nó lỗi là do nó mất cái cấu hình truy cập internet của nhà mạng thôi. Thì mình cấu hình lại cái điểm truy cập internet thì mình thì tự động sẽ máy nó sẽ hiện lên cái dòng chữ 4G nè hoặc là 3G khi mà mình bật cái dữ liệu di động nha các bạn. Thì 5G chỉ có ở các những cái thành phố lớn như là Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn hay các bạn ha. Còn ở các tỉnh lẻ thì đa phần là 4G thôi. Thì hôm nay Vui Cùng Oppo sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cấu hình điểm truy cập mạng ABN của các nhà mạng như là Viettel nè, Mobi nè, Vina nè và Vietnam Mobile nha các bạn ha. Thì cách cấu hình như thế nào á thì mời các bạn cùng Vui Cùng Oppo tìm hiểu ngay sau đây. Ok, thì Vui Cùng Oppo cũng vừa thao tác và vừa nói để cho các bạn dễ hiểu nha. Thì trên tay của Vui Cùng Oppo là dòng Oppo Reno 7Z 5G nha các bạn. Hiện tại máy của Vui Cùng Oppo thì đang hoạt động bình thường. Vui Cùng Oppo chỉ giả dụ để cho các bạn dễ hình dung nha. Mình bật vào cái phần dữ liệu di động mà nó không có hiện lên dòng 4G hoặc 3G thì mình không truy cập mạng được. Thì nó sẽ bị mất cái cấu hình truy cập mạng á. Thì các bạn vào đây để mà sao setup lại cái cấu hình truy cập mạng nha. Các đầu tiên thì các bạn vô phần cài đặt Vui Cùng Oppo nè, rồi các bạn vô phần mạng di động nha các bạn, rồi mạng di động, rồi mình sim nào á mình chọn á là cái chỗ internet nè, sim nào mà mình chọn để bật cái mạng 4G thì mình vào ngay cái phần đó. Ví dụ như máy của Vui Cùng Oppo thì chọn sim 2 để xài mạng dữ liệu di động 4G nha các bạn. Tên điểm truy cập nha các bạn. Đây. Tên điểm truy cập. Rồi các bạn bấm vào cái phần dấu cộng phía trên này nè các bạn. Đây. Rồi các bạn bấm vào phần dấu cộng nha. Rồi trong đây thì có rất nhiều dòng. Thì các bạn chú ý dùm cho Vui Cùng Oppo là dòng là cái tên nè các bạn. Rồi dòng ABN nè. Rồi xong rồi tên người dùng, mật khẩu. Chỉ cần lưu ý bốn dòng này ha các bạn. Còn cái khác thì mình cứ để mặc định. Ví dụ như Vui Cùng Oppo xài SIM 2 là mạng Vinaphone. Thì cách cấu hình của mạng Vinaphone nha các bạn ha. Cái mạng Vinaphone thì các bạn bấm là chữ Vinaphone. Vinaphone. Cái tên nha các bạn, cái tên thì các bạn bấm chữ Vinaphone. Rồi cái ABN này các bạn, ABN thì các bạn đặt là mặc định mạng của Vinaphone thì các bạn cứ gõ vào là M3 nha. M3 rồi bật ngang. Quật ORLD. Rồi cái phần tên người dùng nè, các bạn gõ vào MMS nha các bạn. Rồi mật khẩu cũng là MMS luôn, MMS. Rồi khi mà mình điền 4 dòng này xong á thì các bạn bấm vào dấu chép nha các bạn. Đấy các bạn thấy không. Thì cái dòng này là cái dòng mà mình đặt lại cái điểm truy cập mạng á các bạn. Thì các bạn chọn đây nè. Khi mà mình làm xong á, mình chọn ở phía trên đó là mặc định của máy. Khi mà nó lỗi cái điểm truy cập mạng ở phía trên thì mình có thể đặt ở phía dưới. Rồi mình chọn lại là được nha các bạn. Các bạn chọn vô cái dòng xanh xanh này nè. Thì mình vào cái phần dữ liệu di động mình bật lại. Mà nếu mà nó hiện lên chữ 4G hoặc là 3G thì mình có thể đã truy cập mạng được rồi đó. Là mình đã setup cái điểm truy cập mạng thành công rồi đó các bạn. Rồi thì cũng tương tự thôi. Bây giờ Vui Cùng Oppo xóa cái dòng này bỏ nha. Nè, cái ABN này mình cũng xóa bỏ. Rồi tiếp theo là cái mạng Viettel nè các bạn. Rồi thì Vui Cùng Oppo cũng ví dụ cho các bạn ha. Mạng Viettel thì các bạn bấm nhờ cũng dấu cộng thôi. Mạng Viettel thì các bạn chọn cái sim là Viettel nha. Rồi các bạn bấm dấu cộng nè. Rồi Viettel là V. Viettel thì cái tên đó thì mình chọn là Viettel nha các bạn. Đấy, rồi sau đó thì cái chỗ ABN nè thì các bạn muốn vào là Viettel đó thì V rồi gạch ngang internet nha các bạn. Internet
Rồi cái tên người dùng á, thì bỏ trống, và cái mật khẩu này cũng bỏ trống nha các bạn, đối với điểm truy cập mạng của Viettel. Rồi các bạn bấm dấu check. Rồi sim Viettel thì các bạn chọn, mình khi mà mình setup cái cấu hình truy cập mạng xong á, thì mình bấm vào cái phần này, thì khi mà mình kéo xuống mình bật cái 4G này thì nó cũng tương tự như sim Vina hồi nãy đó, thì nó hiện lên là mà chữ 4G hoặc 3G này là mình đã truy cập mạng thành công rồi đó các bạn. Tiếp tục là mạng MobiFone nha các bạn, thì mình cũng bấm vào dấu cộng thôi đấy. Rồi phía trên này mình để MobiFone nha các bạn, Mobi Phone. Rồi cái ABM của MobiFone đó là em watt nha các bạn, em gạch ngang watt w kép a b. Rồi cái tên người dùng á thì là MMS, và cái mật khẩu cũng là MMS nha các bạn, MMS đấy. Rồi các bạn đánh dấu check thôi thì nó sẽ hiện ra cái điểm truy cập mạng nè. Rồi mình cũng chọn dưới dòng dưới này, rồi mình bật cái dữ liệu di động lên, nếu mà nó lên bình thường như vậy á là mình cũng truy cập mạng thành công rồi đó đấy. Rồi em cuối cùng có bô xóa cái mạng MobiFone này để làm tiếp tục cái mạng Vietnam Mobile nha các bạn. Rồi cũng bấm dấu cộng nè. Vietnam Mobile thì nó tương đối nó dễ hơn. Đối với cái mạng Vietnam Mobile á, thì các bạn đặt làm Vietnam Mobile nha các bạn. Rồi Vietnam Mobile, rồi cái ABN là các bạn đặt cái Internet là được. Rồi các bạn bấm dấu check. Rồi cái sim Vietnam Mobile, sim nào mà mình chọn mặc định làm dữ liệu di động á, thì mình chọn lại thôi. Rồi giờ mình vô đây mình bật lên 4G, nếu mà nó hiện lên chữ 4G hoặc là 5G, 3G vậy đó thì mình đã setup cái điểm truy cập mạng thành công. Khi mà mình vào đây á, mình bật cái dữ liệu di động nè, nó vẫn không hiện lên chữ 4G đây nè các bạn. Thì các bạn làm tiếp cái thao tác dùm cho vui cùng Oppo nha. Thì các bạn vào cài đặt nè. Rồi mình vào cái phần là cài đặt hệ thống nè. Rồi sao lưu và đặt lại nè các bạn. Đặt lại điện thoại. Rồi các bạn chú ý dùm cho vui cùng Oppo là đặt lại cài đặt mạng nha các bạn. Đặt lại cái cài đặt mạng này là mình đặt lại những cái thông số mặc định của bên mạng á, các bạn như Wi-Fi, Bluetooth và mạng di động nè. Mình đặt lại những cái mặc định của máy thì nó cũng sẽ làm cho chúng ta có được cái khi mà mình bật cái dữ liệu di động này nè, nó cũng hiện lên chữ 4G hoặc là 3G, 5G nha các bạn. Rồi các lưu ý cho các bạn là khi mà mình đặt lại cái cài đặt mạng này nè thì tất cả những dữ liệu trên máy mình vẫn còn nguyên, không bị mất gì hết nha các bạn ha, các bạn cứ an tâm nha. Nếu mà tiếp theo nữa, nếu mà các bạn đặt những cái cài những đặt lại cài đặt mạng này rồi nhưng mà vẫn không được, thì các bạn hãy liên hệ với tổng đài kiểm tra sim mình á, coi nhờ bên tổng đài của các nhà mạng như Viettel, Mobi hoặc là Vina, Vietnam Mobile đó, xem các thông số sim của mình đó nó có ok chưa hay các bạn ha. Nếu các bạn thấy hay á, thì hãy bỏ 3 giây để like view clip này, cho vui cùng Oppo xin một cái bình luận tích cực. Xin chúc tất cả các bạn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Xin chào.